Xin chào tất cả quý vị và các bạn Cùng đến với c 24 giờ Để biết về thông tin về giá xe Tổng bánh Chương trình khuyến mại Cho chiếc xe Mazda 3 sedan ạ Chiếc xe Mazda 3 sedan Nó sẽ có 3 bản cho lựa chọn Là bản Premium, Luxury và bản Deluxe Khi mà sang tháng 5 này Chiếc xe Mazda 3 đang có chương trình khuyến mại như nào Thì phép giới thiệu cho anh một cách chi tiết cụ thể ạ còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok, phép đi vào vấn đề chính luôn ạ. À. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Mazda 3 Sedan bản 1.5 bản DLs ạ. À. Nó sẽ bản thấp nhất của dòng xe Mazda 3 anh em nhé. Với giá mít của chiếc xe này đang là 669 triệu ạ. À. Khi áp dụng các chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu trong tháng năm nay. Năm ấy rồi đang là 684 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 187 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 659 triệu. Trả góp thì đang là 162 triệu ạ. Tổng chi phí nón bánh còn thấp hơn so với cả giá niêm yết anh em nha Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 677 triệu. Trả góp thì đang là 180 triệu ạ. Còn một giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết bài như nào thì anh em mới gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn mấy em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo tiếp theo cho em về một chiếc xe Mazda 3 bản sedan bản 1.5 luxury ạ. Với giá miếng của chiếc xe này đang là 719 triệu ạ. Khi bao dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt trong tháng năm này Năm ấy nội đang là 728 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 198 triệu Còn ở tỉnh thì đang là 702 triệu Trả góp thì đang là 173 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 720 triệu Trả góp thì đang là 109 triệu ạ Ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá anh em muốn gửi vì giá xe tổng bánh chương trình khuyến mại trả thẳng trả góp lá xuống hàng như nào thì anh em điền tin như tên địa chỉ số điện thoại loại xe quan tâm hình thức trả thẳng trả góp để một thông tin chi tiết nhất cụ thể nhất và chính xác nhất cho mạng ừ. Ok, tiếp theo thiệu cho về một chiếc xe Mazda 3 sedan bản 1.5 bản Primer ạ. Với giá miếc của chiếc xe này đang là 789 triệu ạ khi bao dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt trong tháng uh, năm này. Năm ấy nội đang là 806 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 217 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 780 triệu. Trả góp thì đang là 191 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 798 triệu. Trả góp thì đang là 209 triệu ạ. Trong phần trả góp để em tính vào cho anh em là anh em có thể vay được 80% giá trị của xe Thời gian vay lên tới 7 năm hoặc 8 năm đi ạ. Và có thể hỗ trợ cho em là lỡ xấu và tỉnh xa được em nhé. Ok, vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe Tổng bánh chương trình khuyến mại cho ba phiên bản của chiếc xe Mazda 3 sedan rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy video này em sẽ phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh nhé Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Mazda cũng như các xe khác nhau Như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW Cũng như rất nhiều xe trên trường Việt Nam Để cho anh em sẽ được chọn tài chính của mình tốt nhất còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe 2 tư dầu của em sẽ chuyên về giá xe ạ tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Anh... Ừ, anh... Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này kìa mạng.